Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. ở ngoài giao những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản thì trong các clip trước Ngọc Japan đã có chia sẻ cho các bạn về cái quá trình để vận chuyển tiếp những cái mẫu sản phẩm nội địa Nhật Bản như máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy hút mùi và robot hút bụi tại nhà khách hàng. Và trong clip ngày hôm nay thì Ngọc Japan lại tiếp tục có mặt ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội để có thể là bàn giao cho anh Khải chiếc máy hút ẩm nội địa Nhật Bản của thương hiệu Panasonic và được biết tới anh Khải, đó chính là thông qua anh Đô trong clip trước Ngọc Japan đã có uh, giới thiệu cho các bạn. Thì anh Đô cũng là một trong những khách hàng cũng uh, sử dụng rất nhiều các sản phẩm và dịch vụ tại Ngọc Japan như những mẫu máy hút ẩm, máy lọc không khí và sau cái quá trình mà anh trải nghiệm những cái mẫu máy uh, hút ẩm thì uh, anh cũng đã mua được cách đây 3 năm và khi mà anh sử dụng đến nay thì máy vẫn chưa có hiện tượng xuống cấp cũng như là độ bền còn rất là cao và theo như chia sẻ của anh khải thì anh cũng đã có sử dụng về những cái mẫu máy lọc không khí tại thị trường việt nam cũng được hai năm nay rồi thì là sau cái chia sẻ của anh đô cũng như là được anh đô giới thiệu tới cơ sở của ngọc gia ban ở chuyên về các mặt hàng nội địa nhật bản thì anh khải cũng đã có quyết định là muốn là sử dụng sang dòng nội địa Nhật Bản xem về chất lượng cũng như là độ bền nó có được cao hơn so với những cái mặt hàng tại Việt Nam hay không và ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban đang mang chiếc uh, máy hút ẩm của dòng Panasonic uh, sang tới nhà anh Khải để có thể là lắp đặt cũng như là hướng dẫn cho anh về cách sử dụng uh, mẫu máy lọc không khí thì anh cũng đã có uh, để anh uh, sử dụng rồi và ngày hôm nay thì anh muốn uh, có một cái chiếc máy hút ẩm để qua cái thời tiết những cái thời tiết khanh, khanh khô cuối năm này, thì sau đợt tết sẽ là cái thời tiết lồm ẩm, thì uh, trong nhà của anh thì uh, sẽ rất là nhiều nước, vì vậy là anh muốn sử dụng những cái mẫu máy uh, hút ẩm hàng nội địa Nhật Bản để uh, cái thứ nhất là để uh, sử dụng về cái mục đích cho anh phục vụ mục đích của anh, cũng như là anh muốn xem về cái chất lượng của những cái sản phẩm nội địa Nhật Bản và lúc này thì nhân viên của Ngọc Gia Ban đang hướng dẫn anh chị về cái cách sử dụng Uh, cũng như là dán các cái hướng dẫn tiếng Việt để anh chị sử dụng một cách dễ dàng hơn và lời cuối cùng trong video Ngọc Gia Ban cảm ơn anh Đô, anh Tính, anh Nhương cũng như là anh Khải ở huyện ứng hòa uh, Hà Nội đã luôn tin tưởng cũng như là sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại Ngọc Gia Ban chúc uh, các anh các chị cũng như là đại gia đình luôn có một sức khỏe tốt công việc làm ăn luôn thăng tiến và thuận lợi uh, luôn là bạn đồng hành cùng với Ngọc Gia Ban trong những chặng đường tiếp theo cảm ơn anh chị rất nhiều